Gắn mày, gắn đầu tiên cạc đầu nha, chuột còn luôn, chuột nó bự quá gắn ăn không được. Đó chuột ha, gắn ở chung với chuột luôn. Chỗ này bữa dính hàng hổ ngựa nữa bạn, nè mới có gì không biết, rồi nặng nữa bạn ơi, giá trời hổ hành, trời ơi nữa. Con hổ ngựa thứ ba, hổ ngựa thứ ba ngay chỗ này luôn, chỗ này toàn ngựa, chỗ này ngay ổ ngựa hay gì rồi. Đó, đó. Hổ ngựa thứ ba. Con hành cạc đầu mình bắt ra là để hồi nó chuột cắn nó chết à, cho mà chạy uổng lắm. Còn ngựa để về nhà anh bắt ra luôn nha, giờ thăm tiếp. Khu vực đây nó ngon ghê hồn luôn mà không gầy, rắn không nhiều không, nãy giờ mới được có con ngựa với con hành cạc đầu à, giờ đổi tiếp, trời cũng muốn mưa nữa. Khu vực đây ngon ghê luôn, khu vực mới nè, nghĩ khu này sẽ có nhiều rắn nhưng mà lại thách. Ngày thăm mấy chuyến rồi cầm chừng không à, không có bữa nào trúng đậm hết, thất bại quá. Rồi dính luôn, thất bại thiệt, dễ ghê, dễ. Đáng lấy khu vực này là phải trúng lớn hả, lúc mình nói lên đây đặt bẫy nói đến đâu khu này vô rồi, ngày thăm mấy lần rồi, quất quất không, gắn cầm chừng không à, hổ ngựa chứ hổ hành nhỏ rồi không, chưa có hổ heo bự với lại hổ hành bự, thất bại quá. Còn trên gốc cây trứng cá này cái chỗ trống lỏng à. Không dính luôn hay gì. Không dính luôn mọi người, vô quá bạn ơi. Này bạn nhìn nè, hổ hán rồi hổ kẹt gì tùm lum hết trơn. Này hán kẹt luôn hay là kẹt hán luôn rồi, bó tay thiệt chứ các bạn. Quá con hổ hán này bự lắm nha, có hổ kẹt chết queo rồi nè, cắn nó đi các bạn, nhìn gà đỏ cái mặt ngầu chưa, quá 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 cắn đâu được, hổ hán này bự lắm nha bạn, với lại con hổ kẹt. Có bạn nào kêu mình kêu nó bằng hổ kẹt á, mình kêu bằng hổ kẹt luôn. Hổ kẹt đầu mà. Cái con ngựa đổ lồm à, hổ hán đổ lồm à, hổ hán bự lắm mà nha, đầy nhóc lọp luôn, đã sướng 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 kệ, không có cái hổ heo bự kia. Khu vực mới toàn là hổ thứ dữ không nha bạn. Bó tay thôi, giờ 27 tiếp, để nó đi hồi nhà bắt ra, giờ 27 tiếp nha bạn. Nhìn nè, lội lên khu vực mới nè, tét quần ở trên được có mấy mẫu hán rồi. Lội lên khu vực mới tét banh chành quần quá, được có hai mẫu hán với lại hai con hổ kẹt à, bó tay đi, hai khu vực mới thất bại rồi. Đây cậu cái côn các bạn,
mới bên này chắc không đổ tiền xăng mà đổ công được hai con hán cũng được, với lại có hai con cạc nữa, thất bại quá. Phải như cô trong lớn như cô trong trai vợ mình nữa, im quá im mình. Trời chỉ mưa nữa bạn ơi. Mì ăn nè, yeah. Bạn nhìn nổi mì ngon không? Mời bạn bánh mì nha. Ngon bám cánh luôn. Có bơ với mè thơm nè. Nay đi thăm với vợ mà bắt giờ chạy máy nữa mà được có mấy con hán à. Vợ cho ăn bánh mì không luôn à, thấy không? Không có mì thịt luôn, mì không luôn. Nó ngon hẹo với hành bự là có mì thịt ăn lại bạn. Kệ có mì không ăn cũng được. Lỡ không nữa bạn. Trời chiều nắng tốt quá bạn. Bên thì nắng tốt, bên thì chỉ mưa ẩm đùng. Tới dàm nhà bạn ơi, giờ còn cái hơi giọng là cái cuối cùng thì dính nha, còn cái cho bụi tre kế nhà nữa bạn, có bụi chót còn có hèo cành kia cho đá rời cái đây, nắng chiều đã quá, mát là vàng tươi luôn. Hồ hán nằm đóng trong hồ hành thì nằm ngoài đây. Con này đỏ lòm luôn, con này không giữ rồi. Chắc chắn cái quá, rút về bắt ra luôn nha mày, nằm thanh đã hết biết rồi, kiểm tra hình quả thôi. Ấu chuột ra luôn à, con này mới ăn chuột ấu gai gớm. Một con ngựa đây, một con, một con hổ kẹt với một con hổ hán. Rồi hổ hán này nằm đóng lại luôn. Có hai con. Cái hù luôn. Có đổ lồm luôn. Một cục luôn. Bự hả? Con ngựa này bự lắm. Em luôn. Dạ. Xì que bạn, sáng nó đi đâu nó chạy nó dấp. Nó bị gãy cái bóng giò, nó xì que đi nhắc này nhắc này nhắc. Sưng cái giò thù lù rồi kìa. Lâu 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 lâu. Giò mày cố gắng nè. Chạy luôn rồi. Đó, đi rồi nhắc rồi nhắc mày. Lúc này tối ngày đi gần đực không à, cắn lộn gì không biết, chạy chạy giành gái gì, dấp dò si que luôn rồi. Đi rồi nhắc này nhắc nó, thành thằng què luôn rồi. Bắt mày hồ hán ra luôn nha mày. Ôi. Chú lưới cho chạy luôn mà biến mua lửa. Biến thì cứ bỏ chết mà hứa hôm qua lỡ hứa nhiều phước.
nên đi nó chưa ra. Nó sợ cất độ mới xịt giùm chết chứ thôi. Mà pha thuốc rồi không có nó. Sáng mưa mày xịt cái gì? Không chịu ra luôn, liền ghê chứ. Con nhỏ, ngựa nhỏ đang thùi lùi luôn. Con ngựa mà con lớn ăn trời. Ngựa bự nằm đóng đã à. Cục thùi lù luôn. Tới hù luôn mày luôn. Dữ. Không biết mày vừa không dữ. Ghê gớm rồi chứ. Gắn đỏ lòm mà. Ủa. Mát satin. Ủa. Ghê không dữ các bạn. Mệt rồi. Gồng lên mệt rồi, mỏi cổ rồi. Rồng lên hoài nè, màu đẹp mê hồn. Thì thành quả chuyến này thăm 7 của mình cũng được nhiêu nữa bạn. Nãy hai con ngựa mình biết nó điện thoại hết pin cũng cần mình sạc chút mà. Con hô hành trong trai vợ mình ngon nhất chứ con hô hèo. Đây đừng con hành nhất, con hèo nhất với lại hai con hèo nhì khu sông lớn. Với lại hai con ngựa khu vực mới nha bạn. Thế lại mới gắn hô hành nhỏ lặt vặt. Hãy lên cân cho bạn coi luôn. Chuyến này khu vực mới thất bại quá, khu vực đó chắc mình nhìn dời nữa quá. 5,8 kg, 5,6 kg, 5,6 kg đó còn 5,5 kg nữa. Chuyến này được có 5,5 kg gắn à, nhưng mà cũng được, gắn cũng bự các bạn. Được con hành nhất nè, con hèo nhất nè, như con hành nhất nè, con hành này ngon, hành này 950 g, hèo này 1,2 kg, hơn 1,2 kg. Còn hai con hèo nhì này con chắc 1 ký, còn ký mấy nè. Với lại hai con ngựa. Con hành nhỏ thì hôm qua nhậu cũng hết, với lại nãy được con hành nhỏ cạt đậu nữa. Rồi, kết thúc chuyến thăm 7 này nha. Giờ mình cũng chạy đi giao số gắn này luôn. Chào bạn ở chuyến thăm 7 này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyến thăm 7 kế tiếp.